đến cái BK thì chị thấy rất là yên tâm. Yên tâm vì là thứ nhất là mỹ phẩm, thứ hai là cũng qua cách làm của các em nhân viên rồi xử lý kỹ thuật ở đây ấy. Chị cảm thấy rất là yên tâm và chị cảm thấy hài lòng lắm. Lúc đầu thì thang điểm đầu tiên thì chị cũng rất là rụt rè, nhưng về sau thì chị cảm thấy là mình đã chọn đúng vị trí.